cập nhật tin tức mới nhất về dịch COVID-19 mỗi ngày trên kênh YouTube FBNC. Bản tin ngày hôm nay 3 tháng 3 năm 2020 bao gồm những tin tức nổi bật. Trên thế giới, không còn ai dám lạc quan về tình hình dịch COVID-19 ngoài Trung Quốc. Hàn Quốc buộc tội giết người đối với giáo chủ Tân Thiên Địa. EU tăng cảnh báo rủi ro với dịch COVID-19. Tại Việt Nam, theo Thủ tướng cần hy sinh lợi ích kinh tế bảo vệ thương hiệu Việt Nam an toàn. Sơn La tiếp tục cho học sinh nghỉ sau một ngày đi học trở lại. 30 công dân về từ Vũ Hán, Trung Quốc xuất viện. Theo thông tin từ Hệ thống Giám sát Bệnh truyền nhiễm Việt Nam, tính đến 12 giờ ngày 3 tháng 3, thế giới ghi nhận 90.918 ca nhiễm và 3.118 ca tử vong vì virus COVID-19, tăng 174 ca so với ngày hôm trước. Trong khi số ca tử vong tại Trung Quốc đang ngày càng giảm đi, thì số ca tử vong tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác lại tăng lên đáng kể. Cụ thể, trong số 174 ca tử vong mới, có 31 ca tại lục địa Trung Quốc, còn 143 ca là tại các quốc gia, vùng lãnh thổ khác. Trong đó, Ý có thêm 18 ca tử vong mới, nâng tổng số lên 52. Tiếp đến là Iran với 12 ca tử vong mới, nâng tổng số lên 66. Đây cũng là quốc gia có tỷ lệ tử vong đứng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 2 ca tử vong, đến nay đã có 28 ca tử vong. Mỹ cũng vừa mới thêm 2 ca tử vong sau 3 ngày liên tiếp, thì hiện Mỹ đã có 6 ca tử vong. Pháp cũng vừa mới ghi nhận thêm 1 ca tử vong mới. Một số nước như Andorra, Bồ Đào Nha, Jordan, Morocco, Saudi Arabia, Tunisia cũng vừa ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 đầu tiên. Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói, trong khi số ca mắc COVID-19 tại Trung Quốc tiếp tục giảm, nhưng tình hình bên ngoài Trung Quốc đã vượt quá sự lạc quan. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva ngày 2 tháng 3, ông Tedros cho biết, hiện tại ở Hàn Quốc, Ý, Iran và Nhật Bản, mọi người không quan tâm đến điều gì khác ngoài dịch bệnh. Trong khi đó, bà Maria Van Kerkhove, lãnh đạo kỹ thuật của chương trình khẩn cấp y tế WHO cho biết, sự sụt giảm liên tục số lượng ca bệnh ở Trung Quốc chứng tỏ sự lây lan của virus có thể được ngăn chặn và kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc chống lại dịch bệnh là điều đáng học hỏi. Kinh nghiệm mà Trung Quốc có với COVID-19 và công việc họ đang thực hiện khi tiếp cận dựa trên bằng chứng cho phản ứng này là điều mà thế giới cần học hỏi. Chúng tôi đã giao tiếp và làm việc với các đồng nghiệp ở Trung Quốc ngay từ đầu. Vì vậy, có rất nhiều điều cơ bản đã được thực hiện tại Trung Quốc và có thể được thực hiện ở bất cứ đâu. Chúng ta càng hành động sớm thì càng có nhiều cơ hội. Trung tâm phòng chống dịch bệnh châu Âu đã thay đổi cảnh báo nguy cơ COVID-19 từ trung bình lên cao đối với những người sống hoặc đi du lịch ở châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố hôm thứ Hai 2 tháng 3, Ủy ban đã quyết định thành lập một nhóm làm việc đặc biệt để hỗ trợ cho các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu thực hiện các biện pháp đồng bộ trong một số lĩnh vực liên quan bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tổng số ca COVID-19 được xác nhận tại Ý hôm thứ Hai là 2.036 và số ca tử vong đã tăng lên 52. Số ca mắc bệnh nghiêm trọng là 166. Tại Pháp, lo sợ ảnh hưởng bởi sự lây lan của dịch bệnh, bảo tàng Louvre đã đóng cửa vào hôm Chủ nhật và hôm thứ Hai và chưa thông báo khi nào sẽ mở cửa trở lại. Các nhà chức trách trên khắp Hoa Kỳ vào hôm thứ Hai 2 tháng 3 đã ráo riết chuẩn bị cho khả năng lây lan của COVID-19 sau khi có 6 ca tử vong tại Mỹ, tập trung vào việc tăng số lượng bộ dụng cụ xét nghiệm có sẵn. Nhà Trắng cũng yêu cầu các công ty dược phẩm đẩy nhanh công việc phát triển vaccine chống virus. Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp gỡ các nhà khoa học và giám đốc điều hành ngành công nghiệp dược phẩm tại Nhà Trắng, nơi Anthony Fauci, người đứng đầu Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia, nói: "Chúng ta không thể triển khai tiêm phòng một loại vaccine mà chỉ mới được chế tạo và bắt đầu thử nghiệm trong khoảng một năm." Ông Fauci nói thêm, nếu đặt câu hỏi khi nào vaccine sẽ được triển khai thì câu trả lời sẽ là sớm nhất phải chờ từ một năm đến một năm rưỡi nữa. Các quan chức y tế hàng đầu của Hoa Kỳ đã nói rằng bất kỳ loại vaccine nào cũng phải chờ đợi trong vòng 18 tháng. Và ngoài ra không có phương cách điều trị nào cho bệnh hô hấp, mặc dù bệnh nhân vẫn có thể được chăm sóc hỗ trợ. Nội các Mỹ cũng dự kiến sẽ gặp trong tuần này với các giám đốc điều hành hàng đầu của các hãng hàng không Hoa Kỳ và ngành công nghiệp tàu biển về tác động của virus. Các quan chức y tế công cộng đã thúc giục người dân thực hiện các bước thông thường để ngăn chặn lây nhiễm, chẳng hạn như rửa tay thường xuyên và ở nhà khi bị bệnh. Trung Quốc và Hàn Quốc đang nỗ lực giúp đỡ nhau chống lại sự bùng phát của virus corona mới với quan điểm một cộng đồng có mục tiêu chung là đánh bại dịch bệnh. Đại sứ mới của Trung Quốc tại Hàn Quốc Xin Hai Minh vừa cho biết vào hôm nay 3 tháng 3, số người nhiễm virus đã tăng vọt trong 12 ngày qua, buộc Hàn Quốc phải nâng mức cảnh báo virus lên mức đỏ, nghĩa là cấp cao nhất.
Trung Quốc và Hàn Quốc là những nước láng giềng thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau và cùng chia sẻ nỗi đau. Kể từ khi dịch bệnh viêm phổi do coronavirus mới bùng phát, hai nước đã khuyến khích và hỗ trợ lẫn nhau rất nhiều. Theo thống kê chưa đầy đủ thì mọi người từ tất cả các nhóm xã hội ở Hàn Quốc và các tổ chức được tài trợ bởi Trung Quốc đã quyên góp hơn 200 triệu nhân dân tệ, khoảng 29 triệu đô la Mỹ, và chúng tôi rất biết ơn về điều này. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp và giới xã hội ở Hàn Quốc đã hỗ trợ Trung Quốc giải quyết tình trạng thiếu hụt vật tư y tế trong các khu vực bị ảnh hưởng xấu. Thứ năm tuần trước, các đồng nghiệp của tôi và tôi đã xoay sở để chuẩn bị một số mặt nạ y tế và chuyển chúng đến Daegu nhanh nhất có thể. Bây giờ mọi người từ mọi tầng lớp ở Trung Quốc đã hành động để hỗ trợ Hàn Quốc. 500.000 khẩu trang do chính quyền thành phố Thượng Hải tặng đã đến được Hàn Quốc. Các nơi khác của Trung Quốc, bao gồm thành phố Thanh Đảo của tỉnh Sơn Đông, cũng đang làm những gì có thể để giúp đỡ. Mọi người đang chuẩn bị đồ cứu trợ bằng mọi cách và các chuyến hàng sẽ sớm được vận chuyển đến các khu vực bị ảnh hưởng. Hàn Quốc đã tìm cách buộc tội giết người đối với nhà lãnh đạo của một nhà thờ bí mật trong tâm điểm của sự bùng phát coronavirus vào hôm thứ Hai, 2 tháng 3. Trước đó, sau khi một nhà thờ bí mật ở Hàn Quốc trở thành trung tâm của sự bùng phát dịch bệnh, nhà lãnh đạo giáo phái này đã quỳ xuống trước toàn quốc để xin tha thứ. Lee Man-hee, một đấng cứu thế tự xưng, là người sáng lập ra nhà thờ Jesus của Shinjong-ji, có thể phải đối mặt với một cuộc điều tra giết người vì từ chối hợp tác với chính quyền. Tôi thực sự biết ơn rằng chính phủ đã nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus corona, đồng thời tôi cũng đang cầu xin sự tha thứ. Nhiều người đã đổ lỗi cho bản chất bí mật của nhà thờ đã làm gia tăng các trường hợp mắc bệnh sau khi một phụ nữ 61 tuổi được gọi là siêu lây nhiễm khiến cho rất nhiều người bị bệnh. Hiện tại tất cả 310.000 tín đồ của giáo phái này đang được kiểm tra sức khỏe, trong khi quân đội Hàn Quốc đã được huy động để khử trùng thành phố Daegu, nơi tọa lạc nhà thờ Shinjong-ji. Seoul đã yêu cầu các công tố viên xem xét một cuộc điều tra giết người, nói rằng nhà thờ phải chịu trách nhiệm vì hành động từ chối hợp tác với những nỗ lực ngăn chặn căn bệnh này. Mười bảy ngày qua tại Việt Nam chưa xuất hiện ca nhiễm COVID-19 mới, đã điều trị hiệu quả cả 16 ca nhiễm bệnh khỏe mạnh an toàn. Việt Nam được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá cao trong công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 hiện nay đã bước sang giai đoạn mới, với diễn biến ngày càng phức tạp, lan tới 77 quốc gia làm hơn 3.000 người thiệt mạng. Nhiều nước có tỷ lệ bệnh nhân tử vong tăng nhanh. Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng, càng tiềm ẩn nguy cơ cao về bùng phát dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ban chỉ đạo quốc gia các cấp, các ngành trong cả nước cần bám sát tinh thần, không lơ là, sợ hãi, không chủ quan chần chừ trong công tác phòng chống dịch. Thủ tướng cũng nhắc lại yêu cầu không phân biệt đối xử nhưng kiên quyết cách ly người đi qua vùng có dịch vào Việt Nam. Thủ tướng nêu rõ, phương châm chống dịch của chính phủ là khẩn trương, kiên quyết nhưng bình tĩnh, đúng mức, không chủ quan. Cùng với đó là thông tin đến với người dân trong nước và quốc tế một cách minh bạch, chính xác, công khai và kịp thời. Nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ tính mạng sức khỏe của người dân, Thủ tướng cho rằng cần thiết phải tiếp tục hy sinh một số quyền lợi kinh tế trong ngắn hạn để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, bảo vệ thương hiệu Việt Nam an toàn. Chính phủ sẽ có chủ trương, biện pháp cụ thể và tài khóa tiền tệ với những chính sách khác, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc sản xuất kinh doanh. Dự kiến 0 giờ ngày 4 tháng 3, xã Sơn Lôi sẽ được dỡ bỏ lệnh cách ly. Người dân sẽ trở lại với cuộc sống bình thường sau 21 ngày khoanh vùng xử lý dịch. Kiểm soát phát hiện các ca nghi nhiễm và cách ly 4 vòng là phương châm được quán triệt tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Nhờ đó đến nay, tại đây không có ghi nhận thêm ca nhiễm nào. Không chỉ người dân tại xã Sơn Lôi, mà những lao động người Hàn Quốc làm việc và sinh sống tại huyện Bình Xuyên, ngay khi có dấu hiệu sốt cao, cũng sẽ được đưa đến phòng khám đa khoa Quang Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc để cách ly và xét nghiệm. Trung tâm y tế trả lời rất là cụ thể, rất là cái hướng dẫn rất là tốt cho chúng tôi. Vì thế thì là chúng tôi mới được cái nhân tông, cho nên là bây giờ là cái kết quả rất là tốt rồi, và bây giờ bệnh nhân mà mới ra viện là sớm như vậy thì chúng tôi chân thành cảm ơn. Chiều hôm qua ngày 2 tháng 3, tỉnh Ninh Bình đã đón 98 người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc và cách ly tập trung tại trung đoàn 855, phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình. Toàn bộ 98 người được đưa vào khu cách ly đều trở về Việt Nam bằng đường hàng không qua cửa khẩu sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Đều là sinh viên, người lao động của tỉnh Ninh Bình và các tỉnh lân cận đang sinh sống, lao động, học tập tại Hàn Quốc.
Ngày 2 tháng 3, toàn bộ học sinh khối trung học phổ thông và học sinh giáo dục thường xuyên, sinh viên, các trường chuyên nghiệp tỉnh Sơn La đã đi học trở lại sau một tháng nghỉ học để phòng tránh dịch COVID-19. Tuy nhiên, đến tối ngày hôm đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định cho toàn bộ học sinh các khối nghỉ học thêm 2 tuần nữa đến hết ngày 17 tháng 3. Được biết, trong ngày đầu tiên học sinh sinh viên trở lại trường, tại trường Cao đẳng Y tế Sơn La có 5 lưu học sinh Lào có biểu hiện viêm đường hô hấp với triệu chứng ho nhưng không sốt. Hiện các trường cao đẳng đại học tại tỉnh cũng tăng cường giám sát y tế, đo thân nhiệt, khai thác tiền sử dịch tễ đối với lưu học sinh Lào đã quay trở lại học tập tại trường, quản lý chặt chẽ lưu học sinh Lào trong vòng 14 ngày, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, hạn chế tối đa việc ra ngoài khu ký túc xá. Chiều ngày 2 tháng 3, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã làm thủ tục xuất viện cho 30 công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc sau 21 ngày cách ly. Trong số đó có 6 trẻ em từ 8 tháng đến 14 tuổi và một phụ nữ mang thai 39 tuần. Trong đó, vợ chồng anh Phi, chị Thanh có lẽ là những người vui mừng nhất bởi chỉ còn 8 ngày nữa chị Thanh sẽ đến ngày dự sinh, xuất viện trong tình trạng sức khỏe cả mẹ và con đều ổn định. Em không nói, chắc là mọi người đều cảm nhận được là rất là hạnh phúc và sung sướng ạ. À, rất là vui vì mình có thể trở về quê hương của mình để sinh em bé. Rất là vui ạ, vì cảm giác như kiểu mình về đây và không có cái vấn đề gì về sức khỏe và không vấn đề gì về dịch COVID-19, cho nên là mình rất là vui. Mình có thể về nhà yên tâm để sinh em bé. Sau nhiều ngày phải ở lại giữa tâm dịch Vũ Hán, được lên chuyến bay đặc biệt trở về nước và 21 ngày cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Ngoài niềm vui khi chỉ còn ít giờ nữa được trở về bên gia đình người thân, 30 người trong đoàn còn muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tất cả mọi người. Thay mặt cho các anh chị em ở trong đoàn được di tản về Vũ Hán và thực hiện xong cái đợt cách ly lần này, chúng cháu gửi lời cảm ơn đến Bộ Y tế, đến lãnh đạo bệnh viện và các cơ quan ban ngành liên quan đã tạo điều kiện cho chúng cháu hoàn thành xong được cái đợt cách ly này. Và chúng cháu cũng chúc các cô chú, các bác sĩ luôn luôn có giữ gìn sức khỏe, bởi vì các cô chú, các bác sĩ là những cái người chiến sĩ tuyến đầu để có thể đẩy lùi được cái bệnh dịch này và bảo vệ sức khỏe cho tất cả nhân dân. Xin cảm ơn ạ. Tại thời điểm ra viện, cả 30 người đều có sức khỏe ổn định, không ho, không sốt. Đây là những công dân Việt Nam đầu tiên trở về từ Vũ Hán, được xuất viện với quy trình cách ly đặc biệt tới 21 ngày. Ở Việt Nam chúng ta các cái quy định hiện nay là 14 ngày. Nhưng mà cũng có nhiều cái thông tin thì nói là nó phải dài hơn. Nên là chúng tôi đến ngày hôm nay 22 ngày mà mọi người cũng muốn ở lại bệnh viện vì Việt Nam chúng ta cũng mới. Những cái loạt đầu này chúng ta cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Do vậy chúng tôi để dài ngày hơn, để cũng vừa là kiểm tra về y tế, vừa là theo dõi các cái trường hợp này diễn biến ra sao. 30 công dân này sau khi được xuất viện, được các bác sĩ của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương hướng dẫn tiếp tục tự cách ly tại nhà. Với họ, những ngày tháng được hỗ trợ chiến đấu chống dịch COVID-19 sẽ là những điều không thể quên trong cuộc đời. Hiện nay, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2 cũng đang cách ly 13 người trở về từ Hàn Quốc. We'll be right back.